Ngày 10 tháng 8, Công an xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú đang hoàn tất hồ sơ xử lý 5 đối tượng về hành vi đánh bạc và tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. 5 đối tượng bị bắt giữ gồm NTT 34 tuổi, LDL 34 tuổi, VVD 53 tuổi, LDC 27 tuổi, LVT 46 tuổi cùng ngụ ấp Thuận Bình, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú. Trước đó, chiều tối ngày 8 tháng 8, trong quá trình tuần tra phòng chống COVID-19, Công an xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú đã phát hiện 4 đối tượng trên đang tổ chức đánh bài ăn tiền tại nhà của NTT, 34 tuổi, ngụ ấp Thuận Bình, xã Thuận Lợi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu trên chiếu bạc 2,1 triệu đồng, một bộ bài tay và 5 chiếc xe máy là phương tiện di chuyển của các đối tượng. Đối với NTT, vi phạm hành vi cho người khác mượn địa điểm để tụ tập đánh bạc, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.